cơ sở 2 trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 tân thạc sĩ và tân cử nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Minh, giám đốc cơ sở 2, đã báo cáo tổng kết những thành tích đã đạt được của những người học trong đợt trao bằng tốt nghiệp này. Đặc biệt, các sinh viên đã không ngừng nỗ lực và cố gắng để đạt được những kết quả tốt nhất trong quá trình đào tạo tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, nhiệt liệt chúc mừng tân thạc sĩ, tân cử nhân. Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường, các tân thạc sĩ, tân cử nhân đã chuyển những bông hoa tươi thắm dành tặng cho quý thầy cô thành những món quà thiết thực để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ vừa qua. Tiếp nối chương trình, 4 thủ khoa và 11 tân cử nhân tiêu biểu đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ dưới lá cờ truyền thống của nhà trường như lời khẳng định cho sự nối tiếp tinh thần, bản lĩnh, mang đậm dấu ấn ngoại thương.